Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay tình hình dịch bệnh cũng càng ngày càng căng lên, thấy càng mỗi ngày gỗ tăng chưa thấy giảm. Chủ kênh xe máy Long Hải xin chào tất cả anh em nha. Anh em xem được cái video này cho em xin một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha, để phát triển kênh hỗ trợ anh em tốt hơn. Thì hôm nay rảnh rỗi ở nhà em lại lên tiếp cái video con Huawei Dash phiên bản đặc biệt SB1 nha anh em, dọn full mới cho nhà cùng xem. Thì hôm nay thì cái con xe này em đi chi tiết nha. Con này là ngày xưa em dọn để chơi nha anh em, này chính tên chính chủ ngày xưa dọn để chơi, đúng phiên bản đặc biệt Nova SB1. Đây em đi chi tiết con xe cho anh em coi. Máy hãy phát nổ nha anh em, em đi thì thầm luôn. Đây, đầu tiên trên cái mặt đồng hồ này là đúng mặt đồng hồ Nova đời thấp SB1 nha, đồng hồ zin cầm zin luôn nè. Đây này giờ em ngày xưa em dọn em để em chơi nha, không phải dọn để bán. Như hôm nay tình hình dịch bệnh anh em là thấy em xả lỗ cho anh em chơi. Đây mâm bản lớn SB1 nè, mâm bản lớn đúng mâm SB1 luôn nha. Đèn pha mũ rin sơn lại nha anh em, chọn chi tiết từng cái chi tiết. Anh em thấy cái máy nó nổ không? Máy nổ thì thầm luôn. Còn nãy giờ chắc 15-20 phút rồi. Đây. Thì em cũng nói lại luôn là cái SB1 nó là cái số khung nó có chữ S nha. Nó khác đặc biệt, nó có chữ S trên số khung. Đó. Nó sẽ là NZ125S. Ví dụ như cái con xe đời cao thì nó sẽ là TSE. Đời xe thấp là NZ125. Nếu S qua thì nó là NZ125S, nó khác hoàn toàn nha anh em. Cái phiên bản đặc biệt nó khác hoàn toàn. Nhâm sinh dễ nè, vỏ mới tinh luôn. Đang nổ bây giờ em nổ lại. Vỏ mới, nhâm sinh dễ mới hết rồi nha anh em. Mới à. Xe chưa tăng sơn lần nào luôn. Cái này cái lon này là không phải là lon SB1 nha, lon này lon 98. Thì em muốn đi cái lon này để cho nó hay thôi. Thì anh em muốn đi lon SB1 thì em kèm theo một cái lon SB1 cho anh em. Còn đây là lon zin theo xe 1985 của đời 98. À. Cái lon này thì nó tiếng nó rất là ẩm. Anh em biết chơi Nova thì cái lon này là hay nhất. Lon lớn đó, anh em thấy cái này con xe này là em dọn ngày xưa em dọn em để em chơi nay thì em không có đi xe máy được nữa, xe dọn để dựng không, dọn bao nhiêu tháng trời mà thấy máy móc nó không ra đó. Anh em con này là hải quan chính ngạch nha anh em, con này là hải quan dán ngạch, bao số khung số máy riêng, con sang tên toàn quốc, anh em Bình Dương em bao ra tên đó. Con này anh em để cho anh em giá là 155 triệu, trả lỗ mùa dịch luôn nha anh em. Giá này nếu mà anh em đi kiếm một con xe đúng SB1 hải quan dán ngạch, giá này chắc không có đâu, hiếm lắm đó. Anh em Bình Dương em bao ra tên giá là 155 triệu, còn anh em tỉnh ngoài thì bao rút hồ sơ đó. Anh em sao quá thì mình bớt phí 1-2 triệu tiền xăng cỏ nha, không bớt nữa nha anh em. Anh em ép nữa thì mình để mình chơi luôn, không bán luôn đó. Nó nổ thì thầm luôn. Đây mùa dịch cửa hàng cũng đóng cửa cũng, theo chỉ thị 16 của nhà nước. Ở nhà rảnh rỗi quay clip cho anh em xem. Thì anh em
xem được cái video này cho em xin một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nha, để phát triển kênh, phát triển kênh hỗ trợ anh em tốt hơn. Này đang đi cái phục có bình hơi cho nó tạo độ êm ái cho xe khi em vận hành. Rồi cảm ơn tất cả anh em nha, xin chào anh em, hẹn anh em một cái video tiếp theo.